Rất vui được chào đón quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Tâm linh Việt của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, khi tìm hiểu về các nghi lễ và các cách thức thực hành tín ngưỡng thờ mẫu thì chúng ta không thể bỏ qua nghi lễ quan trọng bậc nhất, đó chính là nghi lễ trình đồng mở phủ. Vậy vì sao nghi lễ này lại là nghi lễ quan trọng nhất và nó được diễn ra như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời để cùng đồng hành và chia sẻ cùng với quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện đầu tiên, nghệ nhân ưu tú Lương Ngọc Đức, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội, chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Thờ Mẫu và Hát văn Hà Nội. Bên cạnh đó chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Dương Trung Quốc, nhà nghiên cứu lịch sử, đại biểu Quốc hội khóa 14. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và để trước khi đến với buổi tọa đàm ngày hôm nay thì xin mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi mới thực hiện. Ví dụ như mình đây, mình là nhà trí thức, nhà khoa học, nhưng mà mình lại là theo như một số là sách nói về tử vi đấy, trong mệnh số mình sinh ra cái giờ đó thì nó có căn về bên mẫu, bên thánh mẫu, tức là tam tòa thánh mẫu, thì cái căn đó thì mình không thể nào ai sang khăn cho được, bởi vì là quá cao rồi, thì khi mình sang khăn, người khác sang khăn cho mình ấy thì họ bảo là lỗi, cho nên là với như mình thì mình không trình đồng mở phủ là đúng phép tắc. Còn những người mà dưới căn, ví dụ như căn ở trong tứ phủ thì chúng ta có rất nhiều, đúng không ạ, 36 giá hầu đồng. Thì trong đấy có những người ở dưới, ví dụ như là lấy một ví dụ thôi, ví dụ như là căn hoàng 7, đấy, thì phải trình. Bởi vì là căn hoàng 7 thì có rất nhiều người sang khăn được, căn hoàng 10 hoặc là căn đệ tam hoặc là căn cô 9, cô bơ vân vân. Thế nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất ý, là cái người mà sang khăn ý, là người ta cũng phải là người hiểu biết và những người phải có gì ạ, cái tâm thực sự. Một người muốn ra mà để trình đồng mở phủ, trước hết là nói về trong gia chung thì phải còn bố mẹ thì phải thuận được sự đồng ý của bố mẹ. Phần thứ hai là có vợ có chồng, được thuận cả vợ cả chồng. Nếu việc thứ ba mà con cái đã trưởng thành thì phải được cả sự đồng ý của con cái, để cho trong gia đình được thuận hòa cả, thì một người ra trình đồng mở phủ thì mới đúng là con cha con mẹ con nhà thánh. Vâng, thưa hai vị khách mời, sau khi nghe những chia sẻ trong clip vừa rồi thì trước tiên xin được hỏi nghệ nhân ưu tú Lương Ngọc Đức, thì nghệ nhân có thể cho biết là nghi lễ trình đồng mở phủ có ý nghĩa và vai trò như thế nào đối với tín ngưỡng thờ mẫu ạ? Cái nghi lễ tứ phủ trình đồng này là bắt đầu một người thanh đồng được danh chính ngôn thuận, một người đệ tử được danh chính ngôn thuận trở thành một thanh đồng. Thế cho nên cái nghi lễ này nó là một cái nghi lễ rất quan trọng. Một câu hỏi tiếp theo gửi tới nghệ nhân ưu tú Lương Ngọc Đức, đó là những nghi thức bắt buộc phải thực hiện trong một cái lễ trình đồng mở phủ là gì ạ? Cái đàn lễ tuần tự như thế này, trong đó phải nói đến cúng hãng, giấy sớ và cúng, sau đó đến vàng mã và tuần tự các cái bước thực hành nghi lễ. Thì bao giờ cái nghi lễ trình đồng này người ta cũng phải cúng từ ngày hôm trước. Và cái ngày hôm trước ấy thì người ta sẽ cúng những cái khoa cúng gì? Người ta cúng phát tấu là một. Phát tấu là cúng 5 vị sứ giả. Thì 5 vị sứ giả ấy là nhận những quang đan biểu điệp để đi tấu đối các phương là ngày mai có cái nhà gia chủ ấy, nó sẽ có cái việc nội dung như thế, tức là trình đồng. Và đi kèm mã cũng phát tấu thì có 5 ông ngựa, và 5 ngựa ấy là đỏ, xanh, vàng, trắng, tím, là ngũ phương, là nội dung cúng cái đàn ấy là cúng tiền trạm để mà các vị sứ giả này báo cáo mấy Phật Thánh của cả 5 phương ấy là ngày mai có cái gia chủ này, nó làm cái việc này, tức là xuất thủ trình đồng. Thế sau khi cúng tiền trạm xong, tức là cúng phát tấu xong, thì cho hóa 5 ngựa ấy đi và mũ và hia đi, thì bắt đầu cái khoa cúng thứ hai tiếp tục cúng là vào cúng Phật. Và
Vào cúng Phật thì nội dung trong cái sớ cúng Phật ấy cũng nói về cái nội dung là trình đồng. Sau đó một cái khoa cúng Phật xong thì bắt đầu là vào đến tụng kinh. Đấy, thì thông thường thì là các vị tụng dược sư để cầu nguyện hồi hướng công đức cho nhà gia chủ được bình an khang thái. Thì trong cái biểu dược sư ấy cũng nội dung là nói về cái việc xuất thủ trình đồng. Thế là xong cái ngày hôm trước, vì ngày hôm trước như thế là cúng Phật là sửa lễ sai. Thế sau đó một cái thì đến ngày hôm sau thì bắt đầu mới vào cúng tứ phủ. Thì cúng tứ phủ thì có tam sinh đấy, và cúng sơn trang. Thì cúng sơn trang thì là có đầy đủ các cái lễ vật để cúng sơn trang. Đi kèm theo cái lễ sơn trang ấy thì lại phải nói đến mã. Thì mã chúng tôi là chỉ có một đàn màu xanh thôi. Vì ngày xưa các cụ quan niệm là sơn trang, trang đó là trang trại, sơn đó là ở trên núi, thì núi là núi xanh, chỉ có một đàn màu xanh thôi. Nhưng mà đặc biệt cái đàn tứ phủ trình đồng thì nó lại phải có những cái này, nó có các quả trứng. Thí dụ như trong cái mâm trứng ấy thì đàn ông thì để 7 quả, mà đàn bà thì để 9 quả. Nó đều chia hàng 4, đỏ, vàng, trắng, xanh. Vì cái trứng ấy tượng trưng là vía. Thế đặc biệt trong cái mâm ý, chỉ có trình đồng thì mới có. Trong cái mâm trứng ý, họ bày những cái gì? Trứng là 1, gạo là 2, thế rồi trầu cau là 3, hoa là 4, và tiền, tiền thật của mình dùng này là 5, rồi bút lông là 6, rồi quyển sổ là 7, thế rồi là gương, lược, quạt, và phải có 4 cái chỉnh nước. 4 cái chỉnh nước ấy là múc nước ở trong ra để tắm. Thì tất cả những cái đồ bày ở trong mỗi một phủ đều bày như thế để tượng trưng cho là tắm vía cho sạch sẽ, cho tâm hồn nó được thanh thản, rồi là nó được trong sạch để trước khi ra làm tôi con thánh, mặt hoa ra phân để làm tôi con thánh. Và nó có 4 cái giải lụa cũng ăn theo 4 màu như thế, tượng trưng cho 4 cái cầu. Thế thì cái cầu ấy là gì? Là tượng trưng cho là người đi trước là rước người đi sau, thầy sẽ mở phủ cho trò và sẽ đi trên những cái cầu đó. Đấy, cái cầu đó nó là cái vô hình thôi. Vậy thì cái việc mà nghi lễ này diễn ra thì có cái giá trị như nào đối với mỗi thanh đồng ạ? Cứ nói nôm na cái đàn lễ này như cái đàn lễ gia nhập. Vâng. Thì gia nhập thì dù to hay dù nhỏ nó vẫn phải có cái nghi lễ của nó. Vâng, nó vẫn phải có cái nghi lễ. Thế thì cái nếu anh không có cái đàn tứ phủ thì không ai chấp nhận anh là thanh đồng. Vâng. Nhưng mà bây giờ là cũng giảm tiện đi nhiều đấy ạ. Chứ còn như ngày xưa là 4 quyển, 4 cái phủ ấy là phải để 4 quyển sổ. 4 quyển sổ thì quan lớn đệ nhất ngài về, ngài mở phủ đệ nhất và ngài phải chua phê vào cái quyển sổ ấy. Đệ nhị ngài lại chua phê vào cái quyển sổ ấy. Thì 4 cái quyển sổ ấy thiên địa thủy nhạc là đem đốt. Còn 1 quyển sổ là sổ bản mệnh. Thì quyển bản mệnh ấy là đội cùng với cái mâm phát đấu mà chiều hôm trước ấy ạ. Và sau khi mà đàn tràng đã tán đàn rồi thì quan thầy giữ lại cái quyển sổ bản mệnh ấy. Quan thầy đem về đền nhà quan thầy. Thí dụ bây giờ đệ tử mời tôi sang đền gành mở phủ, thì tôi sang mượn cảnh đền gành, nhưng mà mở phủ xong tôi đem cái quyển sổ về đền nhà tôi. Và tam nhật nội 3 ngày sau thì tân đồng phải sửa lễ dầu cao. Đơn giản thôi, không có gì, sửa dầu cao thôi. Sang đền nhà tôi lễ tạ thánh nhà tôi mới được phép đem cái quyển sổ về nhà. Vâng, cái quyển sổ là sổ bản mệnh. Thì vì cái có quyển sổ bản mệnh ấy thì người ta mới công nhận là người có đồng. Và anh đã làm đàn tràng rồi. Vâng ạ, thưa nghệ nhân, vậy thì là như thế nào là một cái đàn lễ trình đồng mở phủ thành công? Khi mà thành công của một cái buổi mà trình đồng là thầy hầu trơn tru, và sau đó đệ tử vào và đệ tử cũng lại hầu được luôn. Chứ không phải là đến nỗi mà ngồi ì ra không hầu được. Thì vì ngày xưa nó có những cái trường hợp là đồng đá. Tức là sau khi thầy mở phủ làm hết các cái thủ tục đầy đủ rồi, nhưng đệ tử vào chùm khăn thì đệ tử không hầu được. Tha hồ chuông trống đánh, tha hồ kiều thỉnh, tha hồ những các hầu dưng, rồi đồng đền ở bên ngoài kêu, chứ không hầu được, không đảo được. Xong cuối cùng phải đi ra. Thì đồng ấy là đồng đá. Như thế tức là một cái buổi trình đồng đã không thành công. Thế còn nếu thành công là thầy hầu trơn tru và người đệ tử ý cũng hầu được. Mặc dù là người ta người mới, người ta có thể vụng về trong mọi cái động tác. Thế nếu như mà người ta hầu được mà đúng khuôn phép như thế là thành công. Thưa nhà sử học Dương Trung Quốc, với góc độ là một nhà nghiên cứu lịch sử, sự xuất hiện của các nhân vật lịch sử có công với nước, với dân trong các cái giá hầu thì có ý nghĩa như nào đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của Việt Nam ta? Mặc dù tôi được ngồi ở cái ghế là khách và cũng là cái người cũng có ít nhiều quan tâm đến cái lĩnh vực này. Dạ. Nhưng nghe tất cả những điều thầy Đức nói phải nói ù tai thật.
Mặc dù thầy luôn luôn nói rằng đấy là đơn giản lắm rồi. Vâng. Tức là nó có cả một cái hình thức nghi lễ, nghi thức. Nó trải qua rất nhiều cái thời gian. Nó vừa tích hợp và vừa thay đổi. Và cứ trao truyền cho nhau. Nhưng tất cả nghi thức mà diễn ra, nghe thì nghe nó có vẻ rối rắm. Vâng. Nhưng mà thực ra nó rất rõ ràng. Vâng. Nó có những thông điệp cụ thể. Anh muốn tham dự, anh muốn thể hiện năng lực của mình, anh phải qua tất cả cái sự tuyển chọn ấy và được cộng đồng công nhận. Và như thế anh mới có thể trở thành được một thành viên trong một cộng đồng ấy. Và tôi cho đấy chính là cái yếu tố mà làm nên cái giá trị mà ở đây là góc nhìn văn hóa của UNESCO. Khi công nhận, vì không phải công nhận cái đạo mẫu của chúng ta. Vâng. Không phải công nhận là cái việc liên đồng của chúng ta. Cái mà giá trị mà UNESCO công nhận là tất cả cái đó nó cho thấy được bản sắc của một dân tộc, một cộng đồng khi so sánh với những cộng đồng khác. Và đặc biệt là nó có thể hiện một số cái yếu tố nó ưu trội hay nó khác biệt và ưu trội. Tôi lấy thí dụ như điều mà anh vừa dẫn ra. Dạ. Tức là thờ không phải chỉ thờ thiên nhiên. Vâng. Thờ siêu nhân. Vâng. Mà quan trọng nhất là thờ nhân thần. Vâng. Tích hợp tất cả những cái gì của quá khứ, những cái trải nghiệm của một dân tộc vào trong những cái nghi thức ấy và để truyền trao hay là đưa ra một cái thông điệp về cái con đường đi tiếp. Mà thực chất cái câu chuyện mà chúng ta đang bàn đến, mà chúng ta đưa ra cái khái niệm và nó tâm linh ấy, dạ, là vấn đề lòng tin. Vâng. Lòng tin của người. Thưa nhà sử học Dương Trung Quốc ạ, thì khi mà thực hành tín ngưỡng này thì người thực hành cần phải thể hiện rõ cái phẩm chất cao quý nào từ những nhân vật anh hùng này thưa ông? Tiếp cận nó với góc nhìn của khoa học hiện đại thì người ta thấy rằng là cái thế giới thần tiên của Việt Nam ấy, thì nó có một cái gì nó hơi khác thường. Từ trong cái đời sống dân gian, thí dụ các ông thành hoàng trong làng chẳng hạn, các vị thành hoàng trong làng ấy, đến cao hơn là các vị thần linh ở trong những đền thờ. Những cái vị thiên thần, những vị siêu nhân thì người ta rất quan tâm đến những cái nhân thần. Đã. Những người có sống và để lại những cái trong lịch sử. Và họ là những ai? Họ là những người có đóng góp cho cái lịch sử, được cái sự tôn trọng của người dân. Nói một cách đơn giản như là ai có công thì dân dựng đền thờ. Vâng. Tức là những người có công có thể trực tiếp ở ngay trong cái làng của mình, đó là vị thành hoàng, có thể với cả quốc gia và cả dân tộc hay là một thời kỳ lịch sử. Dạ. Có lẽ thờ Đức Thánh Trần chẳng hạn, cái vị Đức Thánh Trần có thực trong cái thời kỳ chống giặc ngoại xâm hay xây dựng đất nước của nhà Trần thì là đã tồn tại ở ngay trong cái tâm thức con người. Vâng. Thông qua cái đời sống nghi thức tín ngưỡng. Vâng. Chứ nó không phải chỉ là một cái sự trao truyền về mặt kiến thức đơn giản. Vâng. Để người thế hệ này học người thế hệ trước, mà nó đi vào như cách nói chúng ta là đi ăn vào móng thịt của chúng ta và trong tâm thức con người chúng ta. Dạ vâng ạ. Thưa nghệ nhân ưu tú Lương Ngọc Đức, bản thân ông là một cái người trực tiếp thực hành cái tín ngưỡng này, thì ông có bổ sung thêm gì ý kiến gì không ạ? Tôi quên mất một chi tiết, tức là khi mà hầu cái giá cuối cùng của một cái đàn trình đồng mà chuẩn bị cho đệ tử vào, cho đệ tử của Tân Đồng vào, vâng, thì chúa bà hầu giá chúa bà Sơn Trang, ngài có cầm cái khăn phủ diện của đệ tử, ngài thư hương vào đấy và ngài trực tiếp ngài phủ lên đầu đệ tử. Người quan thầy ngồi dích sang một bên và bấy giờ mới lấy cái khăn phủ diện để phủ lên đầu mình để xe giá. Như thế đấy là lai nghênh tiếp giá, tức là đã tiếp trao truyền cho thanh đầu đấy, phụ truyền từ kế lai nghênh tiếp giá, thì đấy là sang khăn. Thế thì cho nên bắt buộc là phải có đàn trình đồng. Bây giờ thì bỏ cái quyển sổ phủ, vì bây giờ cũng không còn mấy người biết chữ Hán nữa để chua phê cái chữ gì trong cái quyển sổ ấy. Thì bây giờ di tích còn lại trong các cái phủ để bày vẫn có quyển sổ với cây bút. Kính thưa quý vị và các bạn, thông qua sự chia sẻ của hai vị khách mời vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu có thể nói rằng là vẫn giữ được những cái cốt cách từ xưa. Tuy nhiên là với thời đại ngày nay thì có việc, tức là có cái sự tiếp nối, tuy nhiên là nó có cả những mặt tích cực và cả những yếu tố tiêu cực ở trong đó, đúng không ạ? Vâng. Và để tiếp theo chương trình thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một phóng sự ngắn mà chúng tôi mới thực hiện. Nghi thức trình đồng mở phủ là nghi thức cao nhất trong tín ngưỡng thờ mẫu và cũng là nghi thức bắt buộc đối với một người muốn trở thành tín đồ của đạo mẫu.
nguyện cắt tóc làm tôi, nối đời làm con với nhà Thánh, để từ đây nguyện cầu cho quốc thái dân an, sống tốt đời đẹp đạo. Bên cạnh tuân thủ nghi thức, thì lễ Phật trong lễ trình đồng mở phủ cũng vô cùng quan trọng. Việc sắm lễ là tùy tâm, vì các cụ thường nói, giàu làm kép, hẹp làm đơn, cốt ở tâm người chủ lễ. Tuy vậy, đại lễ không thể thiếu lễ vật khao thỉnh sơn trang, gồm vật tiến cúng các loại đồ mặn, đồ mã, tiền vàng. Lễ tiến đàn sơn trang là lễ quan trọng của ngày mở phủ. Thời ngày nay thì nó khác. Người ta mới nói này này, 50 triệu người ta cũng mở được phủ, 100 triệu cũng mở được phủ, mà đến 200 triệu cũng mở được phủ. Có người không có rồi phải ra mở phủ. Đó là những cái chuyện là coi như là vì cái hoàn cảnh mà nó phải theo sự bắt buộc, là tôi thí dụ không có tôi phải ra. Đấy là tôi cái tùy tâm, chứ ông thầy không bắt phải làm to, cũng không bắt phải làm nhỏ. Nó chỉ cái là làm nào nó theo cổ truyền từ xưa đến nay thôi, là cái lề lối thôi, chứ cũng còn cái to nhỏ là lo lương tâm. Vì ý nghĩa quan trọng của buổi lễ trình đồng mở phủ trong thực hành tín ngưỡng đạo mẫu, nên đây cũng là điều khiến dễ bị trục lợi từ những người mạo danh bóng thánh làm bừa. Việc quyết ra trình đồng mở phủ tùy vào sự cảm nhận nhân duyên của mỗi người và mức độ nặng nhẹ của căn số để thực hiện các nghi lễ khác nhau. Không vì mê muội mà trình đồng mở phủ tràn lan theo phong trào, vô tình làm mất đi tính linh thiêng và trong sáng của nghi lễ. Mỗi người chúng ta đều có căn duyên, Phật Thánh tại tâm, chí nguyện lòng thành, cầu đào tất ứng. Vâng, xin được quay trở lại với buổi tọa đàm ngày hôm nay ạ. Thưa hai vị khách mời, như phần đầu thì các vị khách mời cũng đã trao đổi là lễ trình đồng mở phủ là một nghi lễ vô cùng quan trọng đối với mỗi thanh đồng. Tuy nhiên là trong cái quá trình thực hiện những phóng sự vừa rồi thì phóng viên của chúng tôi cũng đã ghi nhận được, đó là có nhiều người thì cũng có căn có quả, bị cơ đầy nhiều năm nhưng mà vì không có đủ điều kiện để có thể ra trình đồng mở phủ. Vậy thì họ thực sự là họ rất là hoang mang, không biết là phải làm như thế nào. Vậy thì những người như vậy thì nghệ nhân Lương Ngọc Đức ạ, có lời khuyên nào đối với họ? Những cái người mà số mệnh mà ngài bắt phải ra trình đồng rồi mà không có điều kiện thì nó cũng sẽ rất khổ, nó lo nghĩ lắm. Thì bây giờ có một số người, cũng nhiều người không có điều kiện đâu, đến thì tôi chỉ có bảo người ta thì thôi, bây giờ mình đang không có điều kiện mà mình đang bị ngài bắt sát căn cao số nặng như thế, thì cứ sửa đơn giản một cái lễ đơn giản, nhưng quan trọng nhất là có cái lá sớ xin khất. Thì nội dung cái lá sớ xin khất là con xin mấy ngài độ cho con được bình an khang thái khỏe mạnh, cho con làm ăn nó được thông đồng bén giọt, thì lúc nào con được túc mãn ngân tiền, con xin ra cắt tóc làm tôi, bó giáo lai hàng, quỳ đầu phục tội. Thì bây giờ là cũng có được một lời khất, thì tiên thánh ngài cũng sẽ chi âm xét dương, người hiểu mình cái hoàn cảnh như thế để mà ngài phù trợ cho mình. Chứ bây giờ giả cũng không giả, tức giả là cái đàn lễ trình đồng đấy, mà khất cũng không có được một lời khất, thì tất nhiên là ngài phải làm cho điên loạn lên chứ, âm dương đồng nhất lý. Thế thì tôi chỉ khuyên đệ tử như thế thôi. Chứ còn tôi khuyên các đệ tử là đừng nên là làm những cái gì mà nó quá sức của mình, sau đó nó khổ mình ra. Bản thân ông là một nhà nghiên cứu lịch sử, thì theo ông thì là những cái nghi lễ nào thì có thể giảm bớt được, và nếu như chúng ta có thể lược bớt đi thì có bị lỗi hay không khi mà tham gia vào nghi lễ trình đồng mở phủ? Như nghệ nhân Đức cũng đã thổ lộ, chỉ khoảng một nửa thế kỷ mà đã ở trên lĩnh vực này đã thấy thay đổi ghê gớm rồi. Thay đổi cả cái môi trường nhận thức xã hội đến những cái trình lễ. Hôm nay tôi có mang đến đây cuốn sách của một người đồng nghiệp vừa qua cố, là giáo sư Ngô Đức Thịnh. Có thể nói ông cùng với những người cùng thời với ông là rất nỗ lực để làm cho cái nhận thức nó chuẩn mực hơn. Và có lẽ những cuốn sách này tuy nó cũng chưa phải là hoàn thiện, nhưng nó bắt đầu đặt ra những cái nhận thức cho toàn xã hội, đặc biệt là những nhà quản lý, để có cái sự chia sẻ, có cái sự phát huy, và thì làm sao cho cái tín ngưỡng nó là phải tín ngưỡng chia sẻ cho tất cả những người dân,
họ có thể tiếp nhận đó phụ thuộc vào hoàn cảnh của họ, mà họ vẫn đáp ứng được, thỏa mãn được cái đó. Tôi cho đấy là một cái điều hết sức quan trọng để làm cho cái tín ngưỡng nó tồn tại một cách bền vững. Vẫn câu hỏi này xin được ý kiến thêm từ nghệ nhân ưu tú Lương Ngọc Đức ạ. Ngày xưa các cụ cũng chỉ dạy chúng tôi thế này này, giàu thì làm kép, hẹp thì làm đơn. Tôi vẫn nhớ cái câu làm kim chỉ nam, hay là giàu thì một bó, khó thì một tén. Vì tâm thành tác linh, chữ Hán có dạy, cái tâm mình mới là cái quan trọng. Chứ bây giờ không phải là đem cái chiếu hầu hoặc lấy cái ngôi đền ra để mà phô trương thanh thế, để mà khẳng định đẳng cấp của mình. Bằng cái quan niệm của người ta hiểu rất sai, là cứ ra đồng thì là có tất. Cứ ra đồng đi là chồng sẽ ngoan, không đi mấy gái, con cũng ngoan, không phá phách, rồi buôn may bán đắt, đâu có phải thế. Nếu mà thế được thì ai cũng ra đồng hết. Vâng, thế sau đó người ta không được đáp ứng lại như cái mong muốn người ta, thế là người ta bỏ. Vâng, đấy là cái rất nguy hiểm. Như ngày xưa của chúng tôi trong cái lời khấn ấy, cắt tóc làm tôi quy đầu phục tội, mãn triều xế bằng. Trước khi mình theo mình phải có cái sự tìm hiểu hạn, rồi mình hẳn theo. Mà mình đã theo mình phải thủy chung như nhất. Cuộc sống nó là lúc nó thế này, lúc nó thế khác. Thế bây giờ cứ vấp một cái là coi như là bỏ luôn. Đấy, cái ý là cái nó khác với cái xưa của chúng tôi. Vâng ạ. Vâng, tiếp nối với ý kiến của nghệ nhân ưu tú Lương Ngọc Đức ạ, thì thưa nhà sử học Dương Trung Quốc là có một thực trạng, đó là một số thanh đồng hiện nay là lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết của cộng đồng trong việc mà thực hành tín ngưỡng, đâm ra là làm những cái công việc là trục lợi này, làm ảnh hưởng đến giá trị văn hóa của tín ngưỡng. Vậy thì theo ông là nguyên nhân đâu dẫn tới tình trạng này ạ? Trong bối cảnh hiện nay, rồi kinh tế thị trường nó vừa là yếu tố cho sự phát triển, nhưng nó là vừa là yếu tố cho những cái mặt trái xã hội. Thì lúc đó chính những yếu tố tâm linh tín ngưỡng này nó lại phải được định hướng để góp phần vào hạn chế những cái tiêu cực đi, hạn chế những sự sai lệch đi và đi đúng cái đạo của nó. Mà cái điều đó tôi nghĩ vai trò của nhà nước hết sức quan trọng. Đó mới lúc là chúng ta chống mê tín dị đoan đi. Chống mê tín dị đoan không phải là dẹp bỏ, mà tạo ra cái hành lang pháp lý để cho những cái tích cực nó phát triển một cách tốt nhất. Thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ thải loại những cái yếu tố tiêu cực. Xin được gửi tới nghệ nhân ưu tú Lương Ngọc Đức, là một người thực hành tín ngưỡng lâu năm, thì theo nghệ nhân là làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết vấn đề này, và làm thế nào để có thể hạn chế cái tình trạng hiện nay có thể nói là loạn mở phủ trình đồng? Bác Quốc là người không có đồng nhưng mà bác rất hiểu. Vâng. Bác nói rằng thế, tôi rất là chi kỷ với những cái vấn đề mà khắc phục những cái tiêu cực bây giờ. Vâng. Cái kế thừa và cái phát triển, hai cái nó là cái quy luật của xã hội rồi, nó đi đôi với nhau. Nhưng trong cái việc kế thừa, chúng ta để cho nó phù hợp với cái xã hội đương đại này, chúng ta cũng có thể là thay đổi được những cái gì mà nó không phù hợp. Bây giờ mình phải có những cái phương thức như thế nào để mà hoành dương, đấy, để mà đánh động đến tất cả mọi người trong xã hội đang thực hành cái tín ngưỡng này. Mà nhất là những cái người mà bây giờ mới bắt đầu bước chân vào cái tín ngưỡng này. Thậm chí có cả những vị cứ nói là cầm đầu đi, thủ lĩnh đi. Vâng. Cũng không nắm được luật. Vâng. Thế thì làm sao mà dẫn cho mọi người đi đúng được? Mình phải làm sao người ta phân biệt được thế nào là chính, thế nào là tà. Ta hiểu được thế nào là phải và thế nào là sai cho nó không bị loạn. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải có cái sự phối kết hợp giữa nhà nước và bản thân với cái các nghệ nhân đi ạ, thì như thế nào để có thể đưa ra được những cái gọi là cái cẩm nang gối đầu giường cho những thanh đồng mới, để người ta có thể nhìn vào là biết đấy là chính tà. Chứ bản thân như nghệ nhân vừa chia sẻ là bản thân những người mới còn không hiểu là thế nào là chính, thế nào là tà thì rất là khó. Tôi thì nghĩ rằng là luật rất rõ ràng là chúng ta tôn trọng cái tôn giáo tín ngưỡng và kể cả những người không có tôn giáo tín ngưỡng. Thế nhưng có câu hỏi mà khi chúng tôi tham gia và làm một cái luật ấy, là liệu tín ngưỡng có nên có hệ thống không? Vâng. Nhưng tín ngưỡng nó có lại có cái yếu tố là nó bám rất sát với đời sống con người. Thế nhưng mà vấn đề còn lại có nên không? Đầu tiên tôi hoàn toàn cũng tán thành bác Đức ấy. Những người vào cuộc trong cuộc ấy, anh cũng như cái nghi thức tưởng như rất là chặt chẽ rườm rà, là anh nhập cuộc, anh gia nhập ấy, nó chặt chẽ như thế, thì khi đã vào anh cũng phải tuân thủ tất cả những quy định.
thì cái điều đó tôi cho là hết sức cần thiết. Thế còn tôi cũng đã biết rằng trong nhiều thời kỳ lịch sử có những cái tổ chức nó liên kết những cái người cùng một cái tín ngưỡng ấy thành tổ chức để nó hướng dẫn, nó chia sẻ, nhưng rồi cũng có thể nó lại nảy sinh những vấn đề ta gọi là tiêu cực. Thì hơn ai hết là tôi nghĩ rằng chính những cái các vị mà đã đi tín đồ là các vị phải nghĩ đến cái lĩnh vực này. Tiếp lời của nhà sử học Dương Trung Quốc thì theo nghệ nhân ạ, thì chúng ta sẽ cần phải làm gì để mà những cái giá trị của tín ngưỡng không bị dần mai một qua các cái thế hệ, cũng như là để chúng ta có thể lưu truyền được mãi mãi ạ? Chúng ta nên tăng cường những các cái cuộc giao lưu. Vâng. Nhưng mà giao lưu xong không phải để đấy. Vâng. Nó phải có những cái buổi rút kinh nghiệm. Đấy, để mà mổ xẻ nó ra. Đấy, phân tích nó ra. Đấy, trẻ nhỏ nó ra để xem những cái mặt nào là mặt tích cực và những cái mặt nào là mặt tồn tại để chúng ta phát triển những cái mặt tích cực lên mà hạn chế những cái mặt tồn tại đi. Đấy. Chứ còn tôi rất là khó nghĩ là vì có những ngày mà một ngày phải 4 năm các vị đệ tử của tôi đến hỏi và hỏi những câu tôi thấy rất là ấu trĩ, mà những ai gieo vào đầu người ta, gieo vào suy nghĩ của ta những cái câu hỏi ấy là do từ bên ngoài. Vâng. Chứng tỏ qua những câu hỏi ý là những người ấy họ mông lung và họ không có một cái tí kiến thức gì. Thì bây giờ một cái bản thứ hai là phải làm sao nâng cao được đấy cái kiến thức đấy về cái tín ngưỡng thờ tứ phủ này. Vì cái này nó không phải 1 cộng 1 là 2, đây nó là một cái tín ngưỡng dân gian, cho nên nó rất là phong phú, nó thiên hình vạn trạng. Vậy bây giờ mình cố gắng, mình làm thế nào mình giữ lại được cái nề nếp, cái truyền thống, cái thuần phong mỹ tục, những cái chất nhân văn trong cái tín ngưỡng này. Chứ nếu mà không có thì sẽ mất hết. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng là để kết lại cho cái buổi tọa đàm ngày hôm nay giữa Tiến Hòa cũng như là hai vị khách mời, thì chúng ta có thể khẳng định là nghi lễ Trình Đồng Bờ Phủ là một cái nghi lễ quan trọng, và không chỉ dừng lại ở ý nghĩa là lời khẳng định trở thành thanh đồng cho một người, mà nghi lễ còn là dấu mốc của việc trao truyền giá trị tín ngưỡng qua các thế hệ. Tuy nhiên, với mỗi người được coi là căn đồng số lính đủ duyên để ra Trình Đồng Bờ Phủ thì cần phải tìm hiểu thông tin một cách đầy đủ và tùy theo điều kiện của mình để mà tổ chức đàn lễ cho phù hợp. Thì tới đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.